giới thiệu bạn giới thiệu sơ sơ cái quy trình dùng sản phẩm ở đây có gì đặc biệt. Dạ. Kinh nghiệm của em vùng này là gì? Vùng này thì nói chung là nước ở đây là độ mặn cao á, nên là mình thường đánh khoáng nhiều. Nói chung là ở đây là đánh khoáng rất nhiều với lại đánh vi sinh. Sinh là rất là mùa này vi sinh thì có sạch tí không? Dạ, nói chung là đánh vi sinh là đánh trực tiếp luôn. Đánh tạc dạ. Khấy mình tạc mình đánh trực tiếp. Có lưu ấy gì mùa mưa này? Dạ, mùa mưa này thì chủ yếu là tảo thôi. Tảo thì mình cứ giữ tảo là đánh khoáng nhiều với đánh để ép của mình. Nghĩa là mùa này khoáng với kìm. Dạ. Mùa này khoáng với kìm. Hiện nay đang làm nhiêu bạn? Dạ. Kìm hiện nay mấy ông mình đang bao nhiêu? Khoảng 101 á. 101 à? Dạ, 101. Có nâng lên nữa không hay là để vậy thôi? Dạ. Nói chung là nó dễ là được rồi, nâng lên nó. Với cái đồ kìm hiện nay, với cái đồ kìm hiện nay thì hàng ngày pH em thấy nó dao động sao? Không, pH này nó ổn mà, pH ổn còn 79-80, khi có thêm 82 vậy thôi, nó không dao động nhiều lắm. Nhưng mà như vậy thì màu nước có nghĩa là đang kiểm soát rất là tốt đúng không? Dạ. Cũng nghe nói đợt này bắt đầu mình mới trộn Campota thì thấy trộn được mấy ngày rồi? Dạ, trộn được cũng mấy ngày rồi anh, được mấy ngày? 3 ngày chưa? Hơn rồi đó, chắc cũng được. Nhưng mà từ trước khi trộn sau trộn thấy cắt gì không? Dạ. Dạ cũng được anh. Nói chung là ăn trước chưa ăn thì thấy nó cũng hơi chậm, mà trước khi ăn giờ ăn nó thấy nó bung hơn. Bung là con tôm nó sao, con tôm nó trước khi ăn nó sao? Nó hơi nhỏ, loài xoài á. Ăn như là thấy nó hơi đều, như A số 4. Được sang qua thì thấy ăn đỡ thì mấy ngày thì nó bắt đầu thấy nó có biểu hiện tốt. Hai ba ngày mới ăn hay dữ vậy ta. Cuối cùng hiện nay mình triển khai cho ăn hết luôn rồi. Dạ. Ao số 4 nó ăn rồi em có thấy nó lột nhiều không? Chứ không thấy bột lột nhiều không? Là lột nhiều nhé. Ngay tí ra giữa nhà ao số 4 chụp cây. Dạ. Ao đó ao nhỏ, ao góc mấy thể sau á. Còn mấy ao lớn này thì cũng được rồi. Ở đây thì ao số 4 nó đang nhiều cái lên bạn. Dạ, ao số 4 ăn được mưa. Dạ. Ao cũng ăn ngày cỡ 18 kg, coi là hôm nay là ăn 26 kg. Một cỡ hả? Dạ, một cỡ hôm nay ăn 26 kg. 26 kg cỡ là mấy cỡ? Ăn 4 cỡ, 3 cỡ ngày, 1 cỡ đêm. Cỡ đêm ở đây ăn mấy giờ? Ăn cỡ đêm đây cũng 7:30-8 giờ. 7:30-8 giờ. Dạ. Cỡ đêm thì cái lượng thức ăn nó cũng vậy hay là nó ít hơn? Dạ, ít hơn, giảm hơn, giảm còn ít hơn bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như là trong ngày thì 26 thì ban đêm thì nửa hơn nửa chút 13-14 kg. Dạ, có khi 13-14 kg. Hiện nay mình đang xi phong ngày mấy lần? Ngày 2 lần, sáng với chiều. Dạ.